Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Một cái đùi gà KFC, hai cái đùi gà KFC. Trời ơi, mấy bạn ơi, tính ra hôm nay chính là ngày thứ mấy đó? À đúng rồi, hôm nay là ngày thứ tư mình bị kẹt ở trong cái thế giới zombie này rồi các bạn ơi. Và đêm á mình thèm KFC nổi, mình nằm ngủ mình mơ thấy cái thấy đùi gà KFC luôn các bạn ạ. Trời ơi trời, thèm quá trời quá đất luôn á. Rồi còn hai ông này nãy giờ nằm ngủ cái kiểu gì mà sao vòng tròn tròn vậy? Dậy trời. Cái gì vậy ba? Trời, tôi đang nằm mơ thấy tôi đang ăn phở, ăn cơm sườn mà đi ông đánh tôi vậy? Trời ơi, ăn phở, ăn cơm sườn gì? Bây giờ là đang đại dịch zombie nè. Ông mà ra ngoài zombie nó cắn ông cái là ông chết queo luôn á. Ở đó mà ăn phở, ăn cơm sườn. Thôi. Ủa vậy mà... đâu có rồi? Ủa mà ông vậy đâu rồi? Mày ơi, anh đang đi tìm mấy cái bạn mà đi bên bãi biển mặc bikini nãy vừa thấy đây mà tự nào la lên mấy bạn chạy mất tiêu ở đâu rồi? Trời ơi mấy bạn ơi, bạn thấy không? Mình với Kairon chỉ ngủ nằm mơ thấy gọi là được ăn đồ ăn ngon thôi, còn anh Dịch là anh nằm mơ thấy mấy bạn nữ xinh đẹp. Trời ơi, mấy gái đang coi người ta chơi bóng chuyền, đâu có coi gì đâu. Trời ơi, cái đồ mê gái ngủ nằm mơ thấy con gái nữa, xong nằm mơ thấy ai em thấy Kairon nè. Ê, tính ra là anh mà nằm mơ thấy em là em xong em rồi á. Em xong luôn rồi đó. Thôi thôi mệt quá, đùa thôi. Ê, ôi nhưng mà mọi người ơi, tính ra mọi người có thấy gì không? Cái gì? Thấy gì? Thấy gì? Thấy là thấy đói bụng chứ còn thấy gì nữa. Tính ra mình ngủ sáng giờ có ăn gì đâu. Đúng rồi, bụng chết. Tưởng Phong kêu gì chứ nãy giờ thấy nó mới ngủ dậy Phong mồ hôi quá. Đây. Ê, tính ra là ngày em đánh răng 3 lần lận á nha. Thôi mệt quá, bây giờ mình xuống dưới kiếm gì đó ăn đi mọi người. Chứ giờ tôi đói bụng quá, thôi đi xuống đi xuống. Đây đi xuống dưới ơi. Ủa mà khoan, tính ra sáng giờ dậy không thấy mấy cái bạn nữ trong team đâu hết ta. Ủa kìa kìa mấy bà bên dưới kìa. Mấy bạn nữ kìa. À, thì ra là mấy cái bà nữ này sáng giờ đang ở bên dưới đây hả? Ủa đang làm gì vậy? Alo, chị còn ở trên kia còn gì ăn không? Đúng rồi. Hết rồi, chị hái hết sạch rồi không còn gì nữa đâu. Ủa trời. Cá bùi. Hôm qua hôm trước bọn mình trồng nhiều cây lắm, sao giờ hoa quả đi đâu hết trời rồi? Hả vậy? Ủa mà khoan, Dịch nói em mới để ý nha. Ủa, cái gì vậy? Ủa tại sao trồng quá đất luôn giờ đâu hết rồi? Ủa tại sao tôi nhớ là bên đây lần trước là tôi nhớ là tôi trồng một cái vườn đào có rất là nhiều quả đào luôn mà sao bây giờ trống trơn rồi còn lá không vậy? Ủa rồi còn mấy cây chuối, tôi nhớ là tôi trồng nhiều chuối lắm mà quá trời chuối sao giờ cũng hết sạch luôn. Rồi cây táo cũng trụi lũi. Trời ơi. Bà ăn luôn tới luôn cái cây thông luôn các bạn ơi, bạn cây nhìn kìa. Không, trời. Nhìn bên đây ruộng kìa. Không nào trồng lúa trồng khoai quá trời đất giờ đâu rồi? Trời ơi. Mấy bạn ơi, mấy cái bà nữ nữa bà ăn nhiều dữ vậy các bạn. Trời là trời, cái gì mà lúa khoai mì đồ kiểu bí ngô dưa hấu của tôi bà ăn hết sạch luôn. Ôi mấy cái bà nữ kìa. Ủa trời ơi trời, tính ra tôi không ngờ luôn nha, là ba bà là con gái mà ba bà ăn cái kiểu gì mà ăn dữ vậy, cái gì đâu mà trái cây trong vườn hái ăn hết sạch vậy. Tôi thấy bình thường mà, tụi tôi là nhận cô gái chân yếu tay mềm thì phải ăn chứ lấy sức đúng không, để còn chống lại đại dịch zombie chứ đúng không anh chị em đúng không? Bà đúng trời không? Ơi trời ơi, chống lại đại dịch zombie bằng cách ăn hết cả đồ ăn. Đúng rồi, chống lại đại dịch zombie kiểu gì kỳ, ăn cho nhiều vô mập thay ra chạy không lại mấy con zombie nha. Trời ơi, con gái chứ phải là con heo đâu mà ăn cái gì mà nhiều dữ vậy. Ôi là trời, ôi mà khoan, từ cũng may là mấy bả chỉ mới ăn trái cây thôi nha. Còn cái chuồng cừu, mình nuôi cừu, nuôi heo, nuôi bò, giờ mình vô mình làm thịt nướng BBQ ăn. Chị em, từ lúc mấy con cừu chị em. Ôi cái gì rồi mà ta? Trời ơi. Còn gì đâu? Hả gì vậy? Trời ơi, là trời, cái chuồng heo của tôi. Trời, mơ hội anh em ơi. Trời ơi, mọi người nhìn nè, trời ơi, tôi nuôi biết bao nhiêu gà, bao nhiêu heo, bao nhiêu bò mà bây giờ mấy bả ăn hết sạch. Còn lại được có mấy cọng lông gà. Ở cái gì đây? Trời ơi, còn lại mấy cục phân bò nè. Thôi cho Dịch ăn cái Dịch. Trời ơi trời. Mà cho Dịch ăn luôn á. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy cái bà nữ trong team này, bà ác với bọn mình quá. Anh em bọn mình làm lụng vất vả, nào là đi kiếm cây kiếm củi, đi bắt động vật về nhà nuôi, chỉ mong là có một cuộc sống gọi là yên bình trong cái chốn gọi là zombie. Vậy mà bây giờ mấy bà nở, bà ăn hết sạch luôn rồi. Xong Kairon khóc luôn bạn ơi. Thôi là phụ nữ là những niềm đau mà. Đúng rồi, phụ nữ là những niềm đau. Trời ơi, mấy cái bà kia còn đứng đó nhìn đó hả? Nè, tôi lấy cục phân tôi chét cho mọi người các bạn ạ. Chét người các bạn. Cái này thì đứng đó nhìn gì đó. Tôi ăn thôi mà, có gì mình đi tìm lại cũng được chứ có gì đâu mà ghê vậy? Ê, nè, tôi nói cho bà biết nha, bây giờ đang là đại dịch zombie chứ không phải là cái ngày bình thường mà muốn kiếm đồ ăn là dễ nha. Bây giờ bà mấy bà giỏi bà đi ra ngoài coi, zombie nó cắn mấy bà cái thôi là mấy bà biến thành zombie luôn á, lúc đó mấy bà khỏi đi kiếm đồ ăn nữa ha. Nghĩ sao vậy? Trong cái mùa đại dịch zombie thế này chúng ta cần phải tiết kiệm. Không hiểu sao các bà lại ăn hết sạch đồ ăn như vậy. Rồi anh em bọn tôi ăn gì giờ? Hả? Đúng rồi. Thì có gì tụi tôi trồng lại cho mấy ông ăn. Sao anh?
Phong nói chuyện Phong có thể cất cái cục phân đang cầm trên tay đi được. Ha ha, nè thì hè cho anh này đó. Anh trời ơi, người ta cầm trên tay kệ ta với anh vô duyên quá. Hey, bây giờ sao đó, giờ ổng nói ghê quá, cuối cùng ổng giận lùm, thấy không đạo, ổng giấu á bạn, ổng giấu làm báu vật không. Người ta vứt đi, người ta giận dùm á. Thôi dẹp đi, nãy giờ toàn làm mấy cái tào lao, hôm nay mình làm gì trời. Trời ơi, bây giờ phải làm gì nữa anh? Bây giờ á, em nói thiệt với anh luôn, em đói bụng nè, mà mỗi khi mà em đói bụng là em không làm được gì hết trơn. Bây giờ mấy bà bắt tên cho bà đi. Cái gì? Ê, em nói là em đói bụng chứ không có nói là em thèm ăn cái này nha. Anh ăn mình ăn đi còn lâu. Bây giờ nha, tôi nói cho mấy cái bà nữ nghe nè. Tôi á chẳng qua bởi vì tôi là nam tử hán đại trượng phu, cho nên là tôi không có mà gọi là trách mấy cái đứa con gái như bà làm gì, hiểu không? Cho nên bây giờ á, mấy bà ở nhà đi, để con trai bọn tôi đi kiếm thêm đồ ăn. Nhưng mà nhớ nha, lần này nha, muốn ăn gì là phải xin phép bọn tôi nghe chưa? Dạ biết rồi. Trời đất ơi. Trời ơi là trời. Trời cái gì mà trời, tính ra bọn tôi mới đúng là người trời nè. Ăn cho cố vô rồi, ăn hết đồ ăn của bọn tôi xong giờ than thở nữa. Thôi bây giờ khoan từ, tôi dặn mấy bà này nha, là phải ở nhà, không được đi đâu ra bên ngoài hết nghe chưa. Bên ngoài rất nhiều zombie, hiểu không? Rồi, rồi. Hiểu rồi. Nói nhiều quá, dặn lúc nào đi đâu cũng nói hoài. Đâu á, nhìn có bao giờ nghe đâu. Em xin lỗi dịch, em tính chém bà ca mui. Em tính chém bà ca mui ấy vậy, dính anh xin lỗi anh. Được rồi. Anh nhá, bảo vệ mình tốt thế. Tình nghĩa anh em, cái gì tình nghĩa anh em co chặt bền lâu. Ôi mấy bạn ơi, có khi nào pha đó mình tính chém ca mui xong dịch thấy dịch nhào dịch đỡ không ta? Trời ơi, cầm chó, cầm chó. Đã bắn người vô cớ rồi, thiết bị đạt không? Lan truyền thông tin sai sự thật không? Thôi được rồi, mệt quá. Bây giờ nè, anh em một mình đi kiếm đồ ăn đi để cho mấy bà nữ ở nhà. Này, rồi, welcome. Còn bày đặt mở cửa cho tôi nữa chứ, mệt ghê. Thôi anh em đi, bây giờ đi cẩn thận rồi. Đi cẩn thận nha. Nhớ nè, là ở nhà không được ra ngoài nghe chưa? Đúng rồi, nói vô quá. Thôi, chúng ta cùng nhau đi kiếm đồ ăn nào anh em đi. Bây giờ mấy ổng đi rồi, bây giờ tụi mình ở nhà chán quá ta, không biết làm gì luôn á. Chơi gì đi. Ha, chán thật đó. Ê mọi người, đằng kia có cái bãi biển ha, mình qua đấy chơi đi. Ê, không được đâu nha. Ông Phong dặn ba tụi mình làm sao phải ở nhà, chứ ra ngoài gặp zombie là zombie cắn tụi mình sao? Không nhớ hả? Trời ơi, chị khổ quá à. Làm gì có con zombie nào ra ngoài bơi bãi biển đâu. Vậy mình chỉ ra chơi xíu cho mình về thôi, có sao đâu. Đúng rồi, an toàn lắm, không phải lo đâu. Vậy bãi biển cũng gần mình mà, chỗ chơi xíu là về thôi. Yên tâm. Chắc không, gần đây không? Mày biết bãi biển về nè. Trời ơi, làng Hero Team thì mọi người đều thuộc hết rồi mà, có gì đâu. Bây giờ chỉ việc đến đấy rồi đi luôn. Đây nghe cũng hợp lý. Với lại là đi luôn. Vậy hôm nay chị em mình có sắm vậy là chị ta áo bơi cũng đẹp lắm mà. Trời ơi, không mặc cũng tiếc lắm luôn á. Rồi ok, chốt nha, nhớ về lẹ nha, nếu không Phong mà biết được không Phong la ba tụi mình á. Rất rồi, rồi. Đi. Tới bãi biển rồi, bây giờ chúng ta cùng đi bơi thôi nào. Ok. Yeah. Đẹp quá nha. Ui đồ chị em đẹp vô. Ui xin lỗi, xin đẹp vô. Trời ơi, tôi nói đồ mọi người cũng đẹp mà. Thôi bây giờ chị em mình đi bơi thôi chị em. Trời ơi. Đi rồi. 1, 2, 3. Hey, trời ơi, cuối cùng cũng kiếm được tí trái cây đem về nhà ăn rồi các bạn ơi. Thiệt luôn á, tôi chém mấy cái bà nữ trong team này ăn hết đồ ăn luôn rồi. Ê, hai ông kia đi nhanh lên, làm gì đi chậm vậy? Nhanh lên. Ê, tôi nói ông nghe nè, sao tự nhiên ông có cù đi mà tụi tôi không có vậy? Sao chơi kỳ anh Thanh Niên? Ủa, tính ra là cái con kiều này là do tôi kiếm được thì tôi cưỡi về thôi. Ai như mấy người không chịu kiếm con gì đó, mấy người cưỡi về đi, mấy người nói tôi. Dạ tôi cưỡi về nè, thoải mái không nãy. Sau khi về xong hiểu không, mình sẽ cảm ơn nó. Sau đó mình làm thịt nó ăn luôn. Ok rồi, có thịt nướng ngay nè. Rồi, ủa mà, rồi ông về đâu? Trời, ông về nước tới ngoài luôn rồi. Ông đã lùng rồi mà ông còn bị đặt nhảy nữa, đi vô đi. Ok rồi, bây giờ nè, anh em chúng ta coi hôm nay anh em chúng ta kiếm được gì ăn nè. Em đầu tiên nha, là thịt cừu nè, rồi đào nè,
Rồi cái gì ta, quả này là cái gì ta, cái quả này là quả thị đúng không? Cái này ta hay trong chuyện cổ tích kìa. Thị ơi thị rơi bị bà nè, đúng không? Cái này quả thị đúng không vậy? Có biết đọc không? Đọc lại con nó ghi là quả gì mà nó kêu quả thị trời, đọc chữ rõ ràng cho các bạn coi. À, quả này là quả thông hả? Ủa, quả thông là quả gì ta? Mình nhớ chỉ có gọi là hạt dẻ ở trên cây thông thôi chứ làm gì có quả thông ta, nghe lạ vậy. Ủa, rồi em còn kiếm được thêm cả chuối nữa nè, rồi dâu nè, rồi nói chung là nhiều đồ ăn lắm. Còn mọi người kiếm được gì? Hả? Dịch kiếm được gì không? Ủa, cái kiếm được đồ ăn chứ? À, em kiếm được đồ ăn anh, nhưng mà này không ăn được anh, em kiếm được ngòi lửa nè, đó. À, thôi rồi, cái ngòi lửa này mình châm lửa nữa, thôi không kiếm được đồ ăn rồi thì anh chia cho này, Phong miếng, cay miếng. Phong lấy, xong cái Phong dục rồi, chơi kì á. Ủa, cái này thì cái cục này có làm được gì đâu. Ủa mà khoan, dịch kiếm được cái gì màu tím tím nhìn lại vậy? Ơi cay, ăn thử đi cay. Đâu đây, mình ăn thử rồi. Ông lấy anh đi ở trong rừng anh thấy đẹp quá, anh lượm mấy anh đi cay. Ngon quá. Ok. Ủa sao nó, trời ơi nó là nấm độc bà nội ơi. Nó là nấm độc. Cái gì, nấm độc hả? Trời ơi, trời ơi, cay có sao. Hình như em mới thấy gì đó. Dịch ăn thử, dịch ăn thử. Ngon cái gì? Không, hình như em mới thấy gì đó, dịch ăn thử, dịch ăn thử. Ủa cái gì? Không có gì đâu. Rồi xong. Đứng im đi để em nhìn. Nó cái gì? Trời ơi, cái mình bị đi luôn vậy. Trời ơi, anh dịch y đùn các bạn ơi, anh dịch y đùn. Trời ơi, anh dịch ăn nấm độc thật sự. Còn lao trời ơi, nãy thấy sai rồi, mắt người ta ăn vô nữa này thôi, còn cái nó đi không? Trời ơi, anh dịch ở dơ quá bạn ơi, mấy bạn mới hay giờ thấy gì không? Anh dịch với Cairo ở dơ quá, bạn đừng bắt chước anh dịch với Cairo nha, ở dơ quá trời đất à. Ủa mà khoan, tính ra từ nãy giờ anh em mình về nói chuyện quá trời mà sao không thấy mấy bà hội chị em đâu vậy? Đúng rồi hả, hội chị em đâu mất tiêu rồi. Ủa? Mình thì cần cù phải lấy làm việc kiếm đồ ăn cho anh em, hội chị em thì lại đi đâu mất rồi, đi kiếm ngay. Ủa đúng rồi. Ủa kỳ, ta tính ra bọn mình kêu mấy bà ở nhà mà có khi nào mấy bà lại ham chơi, bà đi ra ngoài, bà đi vòng vòng đi chơi đúng không ta? Trời ơi mấy cái bà này. Ui, mà bên ngoài bây giờ là nhiều zombie lắm luôn á. Trời ơi trời, anh em mình đi ra ngoài kiếm mấy bà nhanh lên. Đi kiếm nó về lạ lên, tí zombie nó cắn nó hết đường lui rồi. Nhanh lên. Trời ơi mấy cái bà nữ này. Hay trời ơi, anh em ơi, từ nãy giờ có thấy mấy bà nữ đâu không vậy? Tôi kiếm từ nãy giờ mà tôi đi muốn gãy hai chân luôn mà chưa thấy ai nè. Trời ơi trời, mấy bà rốt cuộc ở đâu vậy? Ủa, hình như là tôi nghe tiếng của mấy bà nữ. Hình như mấy bà đang kêu cứu. Trời ơi trời. Kêu. À vậy vậy. Ủa, thấy rồi. À, trời ơi, tính ra là mấy bà đi tắm biển mà không rủ anh em mình vậy ơi. Quay mấy bà nghe. Dịch cho mấy người đi tắm biển đó mấy bà nội. Tao không đụng, không đụng đi đâu tắm biển quá vậy Phong. Ủa mà mấy cái bà kia ngoài đó làm gì vậy ta? Ủa mà khoan từ. Có cái vòng gì đen đen nó bay xung quanh đây vậy? Trời ơi trời, tự nhiên mình thấy có cái vòng gì đen đen bay xung quanh kìa mọi người. Ủa rồi rốt cuộc sao mấy bà ra ngoài đó vậy? Tôi bị yêu quái bắt chứ sao? Nghĩ sao tại nó gì tôi chui vào đây? Vậy yêu quái hả? Làm gì trong Mini World làm gì mà có yêu quái tào lao? Yêu quái nào? Có cái gì? Ủa, con gì kìa? Ủa, nhầm không vậy? Đây là con cá mực mà chứ đâu phải yêu quái đâu. Ê, mấy bà làm ơn bà im lặng cho tôi coi mấy cái con này. Ủa, cái con này là con bạch tuộc mà chứ có phải là quái vật đâu mà mấy bà làm gì la âm sầm vậy? Nó ghê lắm Phong ơi, nhìn nó bình thường nó ghê lắm. Trời ơi. Trời. Ghê lắm hả? Yếu đuối. Trời ơi, giờ đây anh nhìn kìa, tính ra là con bạch tuộc này bé tí tẹo luôn á. Anh em mình chỉ cần làm thịt nó sống đầu đem vô trong rồi gọi là chấm muối ớt ăn luôn á trời. Con bạch tuộc kìa. Hả? Ai vậy? Mày mất gì tao bé không? Ôi. Bạch tuộc biết nói luôn. Cái con bạch tuộc kia mà sao mày biết nói hay vậy? Trời, tao là con bạch tuộc chứ con gì đâu mà không biết nói mày. Mày mày giấu tụi tao bé đúng không? Ủa thì bây giờ mày bé thiệt thì tao kêu mày bé thôi. Tính ra là mày là con bạch tuộc nhỏ nhất tao thấy trước giờ luôn á. Bình thường bạch tuộc là to lắm. Hả? Mày giấu tụi tao bé. Mày chết mày rồi con. Mày chết tao đây. Ủa nó nói gì vậy? Em có thấy gì đâu. Nó chà cái thấy gì đâu. Ui. Trời ơi. Ý chưa? Nó nghe lắm. Trời ơi mấy bạn ơi, con bạch tuộc này không những là nó biết to ra mà nó còn biết bay nữa bạn. Nó bay trên mặt nước luôn kìa. Trời ơi, lướt trên mặt nước ta như con sông. Người đã sợ ta chưa? Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Ngươi biết tại sao từ nãy giờ ta không sợ ngươi không? Là bởi vì ta chính là siêu nhân tứ trụ. Mà siêu nhân thì làm sao sợ yêu quái được? Bây giờ hãy xem sức mạnh của ta đây. Anh em tránh ra.
ra một bên để Phong thể hiện. Con bạch tuộc này hả, Phong làm gỏi cái một. Ôi, siêu nhân tư trụ biến hình hay. Hay chà, ok bạn ơi, mình đã biến thành siêu nhân của biệt đội siêu nhân tứ trụ rồi đây. Bây giờ anh em hãy xem mình sử dụng cây búa siêu to của mình gõ vào đầu của con mực này cho anh em coi nha. Cái con bạch, à con này là con bạch tuộc chứ không phải con mực nha bạn. Con mực kia, bây giờ để suy nghĩ cái con này làm món gì ngon nè. À con người này, mày dám mày ăn thịt tao. Ăn thịt chứ còn gì nữa, trời ơi, thịt mực ngon lắm, từ trước giờ ta chưa thấy thịt con gì hải sản mà ngon như thịt của con. À con này con bạch tuộc, nhầm con mực hoài ta. Con gì ngon nhất ở dưới biển thì chắc chắn là con bạch tuộc rồi. Bây giờ ta sẽ làm thịt ngươi. Ha, ngươi, ngươi dám làm thịt ta. Mơ đi, hãy coi sức mạnh của ta đây, thằng nhóc thò lò mũi xanh kia. Cả sức mạnh gì? Ui, 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 cái gì? Ui, trời ơi, cái con mực này, à, nhầm cái con bạch tuộc này biết bắn pháo bông mấy bạn ơi. Chạy 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 chạy. Ui, 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 cái gì, cái gì? Ôi, liêu liêu, bắn kiểu gì bắn hụt hoài. Tính ra con mực này bắn hụt hoài bạn ơi. Ê, chúng ơi. À, đâu, đâu, đâu. Cẩn thận ông ơi, cẩn thận. Ôi, đừng, đừng. Mày sợ tao đâu. Ôi, 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 trời ơi, mấy bạn ơi, cái con mực này nó, à, nhầm con bạch tuộc này nó kinh khủng quá mấy bạn ơi. Nó bắn, nó có thể phun được, gọi là cái này gọi là gì ta. Nó có thể phun được mực xa, ơi là xa luôn. Trời trời, mà trúng vô người mình cái là mình sẽ bị mất máu mấy bạn ơi. Kinh khủng thiệt chứ. Bây giờ phải làm sao để tiêu diệt được nó đây các bạn. Bây giờ mình nghĩ rằng là mình chỉ có thể nhào vô, mình dùng cái rìu của mình để mình chặt hết mấy cái xúc tu của nó bạn ơi. Mình phải làm liều thôi, chứ bây giờ nó cứ bắn như thế này thì mình không thể nào mình lại gần nó được. Ok, tiến lên nào. Rồi, con mực kia ta sẽ chém ngươi. Ai ai da, đau quá, ai da, đau quá. Xem ta đi, con mực nè, con mực kia chết đi, ta sẽ giết ngươi. Ui, nó bắn mình các bạn ơi. Ui, trời trời, nè nè nè. Ai da, nè nè, mày hả con. Trời ơi mấy bạn ơi, cái con quái vật này nó khỏe quá mấy bạn ơi. Mình tưởng rằng cái con quái vật này chỉ là một con mực bình thường thôi, ai dè đâu nó kinh dị thiệt. Nó có thể bắn gọi là gì ta, người ta gọi gì nha, nó có thể bắn được mấy cái tia mực của nó xa ơi là xa, trúng vô người mình cái là mình sẽ bị mất máu bạn ơi. Con này là con bạch tuộc, cái con mực gì mình cái đọc sai hoài ta. Nhưng mà nói chung là nó rất là khỏe. Anh em ơi, bây giờ anh em có cách nào giúp tôi tiêu diệt được con này không anh em? Bây giờ bảo Cu Dông đi tìm tiệm thuốc mua cồn 90 độ về nướng. Trời lao lao. Em nói anh nghe nè, bây giờ mình lại gần nó phun cho anh một cái cục nọc độc thôi là anh nướng anh luôn á, chứ đó mà anh đòi nướng nó. Bây giờ để em suy nghĩ coi có cách nào tiêu diệt được nó không ta. Bây giờ nè, mình là người trên bờ nè, con mực này, con nhầm mỹ lộ, con bạch tuộc này nó ở dưới biển, sao mình chơi lại được? Mình phải tìm cách làm sao để mình đánh nhau được dưới nước. Hả? Tìm cách đánh nhau dưới nước hả? Ui, đúng rồi, em là một ý nha. Tính ra là anh em chúng ta là không có lợi thế bên dưới nước, tại vì anh em chúng ta gọi là chỉ có thể chiến đấu trên bờ được thôi. Còn cái con đúng mực rồi. Này á là nó ở bên dưới nước cho nên chúng ta không đánh được nó. Em nghĩ rằng thì mình là... thì có dịch đó, nhưng mà dịch đâu biết bơi đâu. Anh dịch đâu biết bơi đâu. Một khoan. Ê, được được được, dịch đây, em nghĩ được nha, em có thể giúp dịch biết bơi. Dịch nói tào lao anh nhảy xuống cái là em đi một sải luôn á. Yên tâm đi, bây giờ nè anh xem em này nha. Ở đây nè, anh không biết cái sức mạnh của cây rìu của em đâu. Cây rìu của em nó có một cái sức mạnh phù phép. Anh nghe coi không? Thôi, ai không biết chứ anh biết chứ. Em hất tung anh lên cao mấy lần rồi, ai không biết chứ vịt biết nè. Nè, cái sức mạnh phù phép này của em á không chỉ là hất anh bay lên cao được đâu, mà có thể giúp biến anh trở thành cái gì ta, người ta gọi gì nhỉ? À, một con vật sống dưới biển, có thể biến anh trở thành thần thú sống dưới biển, hiểu không? Ghê dữ vậy. Trời ơi, cái này mạnh dữ, từ ngay từ hồi đó giờ em chưa bao giờ dùng mấy luôn. Em bây giờ thử đi lại lên cứu chị em nha. Được được, bây giờ hãy xem đi nha. Giờ em sẽ biến anh một phát một trở thành một cái gì ta, một con thần thú ở bên dưới biển, một con thần thú siêu to khổng lồ, siêu sức mạnh, siêu bự. Nói chung là vậy đó, mệt quá. Ok nè, để em biến thành dịch nha. Mà là đứng im chỗ đi ông chạy hoài. Mà là hãy xem Phong Cận biến hình chú Mr. Dịch đây. Ha! À, chết, em nhầm chiêu rồi đây. Lặp lại. Lại nha, em xin lỗi dịch hồi nãy là em lỡ nhưng tay. Nhưng biến hình lần này của Phong Cận nó hơi kỳ kỳ. Xin lỗi, em lỡ tay mà. Đây, để em biến hình lại cho dịch nha. Là giờ em gõ cái cây rìu vô đầu dịch cái là biến hình nè. Đúng mất vậy. Mà là hô biến dùng siêu. Trời ơi cái ơi, anh dịch biến thành một cái con quái vật siêu to khổng lồ ơi, bự quá trời, đáng sợ quá. Hả, không có dám vậy. Ủa con này có chút xíu mà sao quýnh lại con bạch tuộc kia. Hả? Trời ơi bậy nha. Nè ông nhìn đi, con cá này là nó hơi bị to nha. Ông nhìn đi, nó to bằng cái bàn chân của tôi nè, thấy không? Ê Phong ơi. Hả, sao em biến hình gì xong rồi anh cảm thấy anh mạnh mẽ quá vậy?
Khỏe mà, anh yên tâm đi. Nhìn anh nhỏ nhỏ thôi nhưng mà thật ra là anh có nhỏ nha. Anh thấy cái miệng của anh không? Cái miệng của anh á, nếu mà anh đứng im đi, nè nè, cái miệng của anh á nha, là nó hình tròn hay đúng không? Là nó có thể bắn được tia laser á, nghe ghê không? Miệng này bắn nó tia laser luôn. Đúng rồi, ghê không? Ồ, ghê dữ vậy. Ủa bây giờ rồi mình tiếp theo mình làm sao? Trời ơi, bây giờ nha, bây giờ nè, anh tin tưởng em đi, anh hãy tin tưởng em, anh ra anh chiến đấu với con bạch tuộc siêu to khổng lồ ngoài kia đi. Anh tin tưởng em, đi, ra ngoài đây, ra ngoài đây. Phong, hồi bé em đi học á, cô giáo, cô dạy anh về kích thước của các loài vật bậc và kích thước của các đồ vật, em nhìn anh lại một lần nữa là em có chắc là em muốn ăn, muốn lộn với đó không vậy? Bro. Yên tâm đi, cứ ra đánh nhau với nó đi anh, nhìn anh nhỏ nhỏ như anh có nhỏ, em tin anh mà, đi ra đi, ra đi. Thật ra thật rồi, cố lên, cố lên. Yên tâm đi, chiến thắng đi. Chiến thắng đi. Cố gắng lên. Thế là đánh nó đúng không? Ok. Con bắt con chiêu này mà đòi đánh bại ta hả? Đùa hả? Ê, Phong nói tao có rõ cho mày. Mày coi chừng ơi mày. Bây giờ nè, Kairon hãy xem tôi thể hiện cho ông coi nè. Mấy bạn nữ nhìn nè, đừng tưởng anh Dịch bé nhỏ vậy mà nghĩ là anh Dịch yếu đuối nha. Nhỏ nhưng có nhỏ đó. Cái con bạch tuộc kia, ngươi đang xem thường chú cá bé nhỏ Mít Dịch này sao? Ngươi sai rồi. Bây giờ ngươi ngon ngươi đứng im chỗ đi cho Mít Dịch thể hiện cho ngươi xem. Dạ dạ, mình bỏ qua cái đoạn giới thiệu ấy, em chỉ ăn cắt uống lậu là không chứ giờ anh đứng anh cũng sợ lắm rồi. Bây giờ nha, em chỉ anh nè. Bây giờ anh chỉ cần chạy ra, anh lại gần nó thiệt lại gần nó thấy không? Xong anh chỉ cần phun nước miếng thôi, anh phun nước miếng là tự động chết rồi. Trời con này yếu đuối lắm. Cái này làm được, nhìn anh nè. Con quái vật kia mà nhìn ở đây. Trời ơi, tôi nói ông phun nước miếng ở đây có nghĩa là ông phải phun ra đạn hiểu không, chứ ai kêu ông phun nước miếng là ông phun nước miếng thiệt đâu ông nội. Ha, tôi làm nãy giờ phun quá trời, phun lại nè. Trời ơi, con bạch tuộc nó chìm xuống cái nước luôn ấy bạn ơi. Trời ơi, từ bảy anh không nghĩ việc là anh phun nước miếng mà mạnh như vậy luôn á. Mấy bạn có thấy gì không? Tôi chính bản thân tôi còn không tin là ông Dịch ông mạnh vậy luôn các bạn. Tính là ông mới vừa phun có cục nước miếng tùm cái thôi thì con cá nó chết kìa, nhầm cái con bạch tuộc nó chết queo luôn bạn ơi. Trời ơi trời, cái gì ghê quá vậy? Trời ơi, phun nước miếng này ghê dữ quá. Phong có muốn té không anh? Phun Phong hết à? Không cần đâu anh. Bây giờ nè, em chỉ anh nè, anh hãy dùng gọi là sao ta, cái gì ta, sức mạnh của anh phun làm sao cho bởi cái gì ta, cái gì cái này là cái gì à, cái nhà tù đang nhốt họ chị em đi, phun đi anh. Rồi ok, bởi vì anh sẽ dùng nước, nhớ anh phun trượt rồi chị em đi luôn hả? Yên tâm đi, chúng ca mui thì có mỗi mình ca mui đi thôi anh, không sao đâu. Phun ok đi. Hãy tin vào anh sẽ dùng phun nước biếc để gọi là giải cứu hộ chị em, nghe chưa? Quá ghê quá, phun lẹ quá, nhanh lên. Huy cha ơi, tính ra tôi kêu ông may quá. Hình như anh phun trúng ai ấy thì phải á. Anh phun trúng camo với simi rồi. Chém nó rồi. Cái à, anh bạn à, anh xin lỗi. Anh bạn à, mình chúng ta cần hòa giải cái ơi. Không sao đâu. Bây giờ một mình Sammy còn sống là được rồi. Sammy yên tâm đi, có tôi cứu bà rồi. Yên tâm đi, ra đây, ra đây. Rồi bê gì nha. Phong ơi, anh hết bình hình rồi, cứu anh ơi. Hết bình hình rồi. Anh biết hình này tự bơi đi anh, đi về nhà, đi lên. Quái vật bị tiêu diệt rồi, đi về nhà, đi lên. Trời ơi, may quá mấy bạn ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã giải cứu được hội chị em thoát khỏi con gì ta, con bạch tuộc khổng lồ rồi. Trời, mình cứ nhầm nó là cái con mực hoài bạn ơi. Mình thèm ăn thịt mực quá, mình nhầm hoài à. Ê, giờ đây, hồi nãy anh ghê quá nha. Tính ra là anh biến thành gọi là sao ta, linh thú sống dưới biển, cái anh phun cục nước miếng rồi chết con mực luôn, ghê. Trời ơi, từ bây giờ anh mới biết là anh phun cái là con nó bị lăn đùng mà chết luôn. À mà cứ, ê, nãy anh phun vào mặt nó phun lại vào mặt anh luôn, mà nó phun ra cái cục gì mà văng vô mặt anh luôn. Hả, cái cục gì văng vô mặt anh? Đây nè. Hả, ui, trời ơi, tính ra cái này quen nha. Ui, trời ơi, em nhớ rồi. Cái này chính là cái búa biến hình của anh Dịch phải không? Đúng rồi, trời ơi, đây chính là cây búa của anh á. Đồ bây giờ mọi người trong tứ trụ siêu nhân đồ văng tứ tung khắp nơi, mà hôm nay kỳ ghê ấy, đi quấn lộn với con mực mà ai biết đâu con mực này nó túm được cái cây búa của anh từ hồi nào không biết luôn. Trời ơi mấy bạn ơi, mình hiểu rồi. Lý do vì sao mà con mực nó có thể biến thành siêu to khổng lồ được là do là nó lượm được cây búa của anh Dịch, cho nên là nó tự biến nó thành khổng lồ, sau đó đi nó quậy phá bạn ơi. Thì ra là như vậy. Ồ, anh Dịch có sức mạnh biến thành khổng lồ mà. Ok, giờ đây bây giờ anh thử biến thành siêu nhân tứ trụ cho anh em xem đi Dịch. Được rồi, để mình sẽ giới thiệu với các bạn màn biến hình thành siêu nhân tứ trụ của Mr. Dịch. Hey, cha. Wow, ghê chưa? Mr. Dịch đã quay trở lại, trai chưa?
anh em mình đứng kế bên nhau rồi nào anh Dịch ơi. Đó bạn thấy không, siêu nhân xanh và siêu nhân vàng đó, trời ơi quá đẹp trai luôn bạn ơi. Vậy là bây giờ biệt đội siêu nhân đã có 3 người biến thành siêu nhân được rồi bạn ơi, chính là Phong Cận nè, Sammy với lại Mr. Dịch nha. Wow, vậy là bây giờ chỉ còn thiếu gọi là Kairo nè, Kamui, Simi, Mimi với lại Siro nữa thôi, là tất cả siêu nhân tứ trụ sẽ tập hợp lại với nhau rồi anh em ơi. Wow, vậy là ngôi làng này sắp được giải cứu rồi. Hey, mấy bạn ơi, mấy bạn có muốn gọi là tập sau mình sẽ đi kiếm Siro với Mimi không thì các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là trong tập này cũng đã rất là dài rồi, thì hôm nay bọn mình đã tiêu diệt được một con quái vật bạch tuộc một cách rất là dễ dàng luôn bạn ơi. Đó chính là cho anh Dịch phun cục nước miếng cái con quái vật chết queo luôn. quá, đừng nhắc lại nữa, giờ quá. Ok, thì cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho Phong một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Còn bây giờ thì mình sẽ phải gọi là bắt hội cho em gọi là về nhà quét nhà, dọn dẹp nhà một tuần, một tháng, phạt vì cái tội gọi là trốn đi chơi. Nhanh lên, nhanh lên về nhà, về nhà chùi toilet nhanh lên. Camu về nhà chùi toilet nhanh lên. Đi cây lên rồi, nhanh lên, này thì trốn đi chơi nè.